Trong cuộc chiến chống COVID-19, huy động sức mạnh, sự đồng lòng của người dân được xem là yếu tố quan trọng. Với phương châm, đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, cộng đồng Phật giáo Đà Nẵng đã không đứng ngoài cuộc. Các tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực đã sát cánh cùng với người dân, cùng thành phố phòng chống dịch một cách hiệu quả. Phóng sự được thực hiện nhân đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Thành kính trang nghiêm, đây là buổi lễ đón mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2 năm 6 năm dương lịch 2021 được tổ chức nội bộ tại chùa An Phước, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà vào tháng 5 vừa qua. Để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch COVID-19, đại lễ Phật Đản năm nay thêm phần đặc biệt vì có thêm hình thức livestream để người dân và các đạo hữu Phật tử có thể theo dõi ngay tại nhà. Tuy không tập trung đông người, song mọi nghi lễ đều được thực hiện bài bản, thể hiện tấm lòng thành kính hướng về ngày Đức Phật đản sanh. Đại lễ Phật Đản từ lâu đã trở thành cái lễ hội lớn được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang nghiêm và trọng thể. Năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các từ viện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc thông tư hướng dẫn của các cấp giáo hội và chính quyền. Cho nên, về mặt tổ chức có phần hạn chế, vận dụng các tiện ích, các phương tiện công nghệ kết nối online, truyền hình nội dung Phật giáo trong đại lễ Phật Đản để thể hiện lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện quốc thái dân an, nạn dịch COVID-19 sớm kết thúc. Trong những ngày thành phố siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, việc thường xuyên lau dọn, vệ sinh bàn ghế, giữ gìn cảnh quan thoáng đãng, trong lành là việc làm được các chùa, cơ sở thờ tự thực hiện đều đặn mỗi ngày. Thời gian này, các chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố đều tạm dừng các sự kiện sinh hoạt tôn giáo, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các bài giảng, hướng dẫn nghi lễ, sinh hoạt Phật Pháp trở nên phổ biến hơn. Phật giáo của quận Sơn Trà cũng như trong tất cả các chùa cũng như các vị trụ trì, tăng chúng của chùa cũng đã tuân thủ theo cái luật pháp đó và cũng đã thông báo tất cả các Phật tử cũng như những người quan biết, thân tín chung tay cùng với đất nước để lo cái dịch bệnh. Tuyệt đối ra ngoài là phải mặc khẩu trang, rồi tuân theo cái 5K đó để hạn chế nhất trong vấn đề dịch bệnh lây lan. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, các tăng ni, đạo hữu Phật tử cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Những xuất quà được trao tặng tay cho người dân là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa đạo với đời. Mong rằng giáo hội ngày càng phát triển, thực hiện cái tôn giáo mục đích là giáo hội đồng hành cùng với dân tộc và đưa thành phố Đà Nẵng chúng ta ngày càng phát triển và xây dựng giáo hội Việt Nam thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, tạo sự đoàn kết và cùng với thành phố để chúng ta xây dựng thành phố chúng ta đúng với cái tâm và động lực của miền Trung là nơi trung tâm kinh tế và xã hội và Phật giáo cũng từ đó mà chúng ta phát triển để vươn ra hòa nhập cùng với thế giới trong thời gian qua đến tốt hơn. Tu đạo nhưng không đứng ngoài thời cuộc, Phật giáo Đà Nẵng đã và đang đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố trong những chặng đường qua. Hiện nay, khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, sự đồng hành, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của các tăng ni, đạo hữu Phật tử đã góp phần quan trọng để Đà Nẵng kiểm soát dịch bệnh. Không chỉ vậy, những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của Phật giáo Đà Nẵng trong mùa dịch sẽ là điểm sáng trong bức tranh an sinh xã hội của thành phố.